Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, theo báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ trên 204 bị can, trong đó có 74 vụ trên 138 bị can mới thụ lý khởi tố. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết năm 2024, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với nhiều cách thức tình vi ở nhiều lĩnh vực khác nhau đáng chú ý là tội phạm tham nhũng chức vụ đã khởi tố mới 1.027 vụ, tăng trên 17%. Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án hơn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Trong báo cáo, viện trưởng đã nêu tên một số vụ nghiêm trọng như vụ vi phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam, vụ đưa nhận hối lộ tại Tập đoàn Phúc Sơn, vụ vi phạm gây thất thoát tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi. Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố cũng được báo cáo điểm tên. Đặc biệt, viện trưởng nhắc đến là tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố mới 76 vụ, tăng gần 25%, trong đó chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản. Viện trưởng cũng gọi tên nhiều vụ cán bộ điều tra nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể như vụ điều tra viên cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng giúp các bị can tại ngoại. Hay vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên tỉnh An Giang đã thu tiền của người phải thi hành án chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Theo báo cáo của viện trưởng Nguyễn Huy Tiến, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý điều tra 55 vụ trên 115 bị can nguyên là điều tra viên, cán bộ điều tra ngành công an. Ngoài ra, Kiểm sát viên và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố điều tra 4 vụ trên 10 bị can là công chức ngành kiểm sát nhân dân về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý điều tra 11 vụ trên 13 bị can là công chức ngành tòa án về các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc. Đồng thời, thụ lý điều tra 18 vụ trên 21 là công chức cơ quan thi hành án dân sự về các tội tham ô tài sản lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau 15 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 17 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm lừa đảo hơn 30.081 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là án trung thân. Giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Lan bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình và phải bồi thường cho ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Vụ án giai đoạn 1 đang chờ xét xử phúc thẩm. Quá trình điều tra xét xử giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phối hợp với luật sư, gia đình tìm giải pháp để có nguồn tiền nhằm khắc phục hậu quả, nhưng xét tính chất, mức độ của vụ án vẫn cần thiết áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh bị truy tố. 33 bị cáo đồng phạm cùng bị cáo bị tuyên từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại đồng thời tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo trương mỹ lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án theo hội đồng xét xử bị cáo lan cùng đồng phạm có hàng loạt hành vi gian dối để phát hành trái phiếu rồi thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau không đúng với mục đích phát hành trái phiếu tại tòa, bị cáo Lan và các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng cùng một hành vi nhưng bị truy tố về nhiều tội danh, giai đoạn 1 truy tố tội tham ô tài sản nhưng vẫn là số tiền đó, ở giai đoạn 2 truy tố thêm tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trung tâm giao dịch hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, đề nghị truy tố một nhân viên ngân hàng tham ô 246 lượng vàng NGC cơ quan đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986, cán bộ kho quỹ ngân hàng về tội tham mô tài sản. Theo kết luận điều tra, kho quỹ TB Bank lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản đảm bảo. Theo đó, TB Bank nhận giữ hộ vàng SGC, đồ gì có thu phí. Giao dịch vàng để mua bán với khách hàng đều được kiểm tra hàng ngày và cầm cố vàng bảo quản trong kho tiền chỉ được kiểm kê hai lần một năm. Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm ít, lại thường của thông báo trước nên này xin ý định chấm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán giữ hộ rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt qua mặt việc kiểm kê hàng ngày. Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C thế chấp 246 lượng vàng SGC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng trên trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C đang thế chấp. Lợi dụng sơ hở của các thành viên khác của ban quản lý kho, Linh đã lấy 246 lượng vàng SGC trong két chứa vàng mua bán giữ hộ cho vào túi ni lông để vào thùng tôn. Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi hết, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SGC đem đi bán được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền trên bị can nộp hết vào tài khoản chứng khoán. Đến cuối ngày, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng của ông C vào kết vàng mua bán giữ hộ để thay thế vào sổ vàng mà Linh đã lấy, nên các thành viên khác trong ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2019, ông C đã tất toán khoản vay và nhận đủ 246 lượng vàng từ TP Để tiếp tục tránh sự phát hiện việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của công ty Doji để trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC, sau đó để vào két sắt chứa vàng mua bán của ngân hàng. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2021, tại kho tiền do Linh có trách nhiệm quản lý phát sinh thêm 561 lượng vàng SJC là tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng của bà H. Nhận thấy việc dùng vàng cầm cố của bà H bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt an toàn hơn. Linh mang hòm tôn chứa vàng thế chấp của bà Hát ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SGC, đóng gói niêm phong và để vào kết vàng mua bán giữ hộ. Số vàng còn lại, Linh cất vào hòm tôn để trong kho giữ hộ. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, Linh hoàn trả 561 lượng vàng cầm cố cho bà Hát vào kho tiền. Sau khi bà Hát tất toán, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù vào 246 lượng vàng đã chiếm đoạt. Linh không có khả năng trả lại nên đã ra đầu thú. Ngày 16 tháng 10, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can là cựu cán bộ xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự. Trong số đó có 4 bị can bị bắt giam, gồm có Lê Văn Việt, 61 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân, Nguyễn Xuân Cương, 56 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân. Vũ Mạnh Cường 44 tuổi, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoàng Tân và Lê Xuân Hưng 41 tuổi, nguyên công chức kế toán Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân. Bị can Trần Văn Tuyên 55 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý chợ rừng thị xã Quảng Yên, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tân giai đoạn 2014-2016 bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các lệnh quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Trước đó, từ năm 2014 đến năm 2021, Trần Văn Tuyên, Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Cương, Vũ Mạnh Cường, Lê Xuân Hưng đã tổ chức đấu thầu cho người dân thuê các đầm nuôi thủy sản với diện tích hơn 100 hecta do Ủy ban Nhân dân xã Quản lý, thu tổng cộng 3 tỷ 028 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thu từ việc cho thuê các đối tượng trên đã không giao nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng chi ngoài mục đích và dự toán được giao, gây thất thoát số tiền 2 tỷ 313 triệu 901 nghìn đồng. Bước đầu Lê Văn Việt, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Cương, Vũ Mạnh Cường đã tự nguyện giao nộp số tiền 2 tỷ 313 triệu 901 nghìn đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.